sắp 20 tháng 10 rồi, anh mua váy tặng em đi nha. Không. Anh không yêu em à? Anh tiếc em đúng không? Anh tệ quá. Nè, vậy cái set đồ tôi vừa mới mua cho cô ở trong giang hồ chi mộng là cái gì? Còn cả thuốc cưỡi VIP nữa. Chưa kể nha, một thanh ỷ tiên kiếm tăng 20% cho anh, một thanh đồ long đao cộng 50% sát thương. Cô còn muốn gì nữa? Này nhá, anh có thích mầm điêu không? Tất cả những đồ này đều là anh đăng nhập nhận được, ưu đãi săn bốt nhận được, anh có mất tiền mua nào đâu. Này, thế bây giờ mua váy cho bà không? Để bà còn biết đường. Có ạ. Em chờ là chờ nhau nhé, đến tay cầm tay chân lối về. Tình là tình. Chỉ cần bắt một thằng này là bạn có cơ hội nhận ngay thần trang hiếm: thần binh vương đỉnh, y phục thần trang, thần binh ngũ hành luân, săn boss ngũ tuyệt, rất hoàng kim môn phái không khóa. Ngoài ra ưu đãi 100% các mốc nạp đầu cực kỳ có lợi. Chơi game ngay.